Dạ rồi, em chào chị gái nha. Dạ Chị vâng, chào em. dạ chị gái cho em xin phép được hỏi là chị gái tên là gì? Chị tên là Quỳnh Thị Huệ. Chị nói lớn lên giúp em. Chị tên là Quỳnh Thị Huệ. Chị đến từ đâu? Chị đến từ quê chị ở đâu? Quê chị ở Cần Thơ. Ở Cần Thơ ha. Hôm nay chị về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ chị vụ việc gì? Tìm con gái chị. Tìm con gái ạ? À. Dạ, con gái nhà chị tên là gì? Con gái chị tên là Đặng Thị Khánh Quỳnh. Con gái chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Nó sinh năm 1996. Dạ, con gái nhà chị bỏ nhà đi lâu chưa? Nó xin chị đi làm hồi 30 tháng 6 nhưng mà mất liên lạc hồi 10 tây tháng 8 đến giờ. Đi làm là đi ở đâu? Lúc nó xin đi thì nó nói nó về Cần Thơ nó làm mà giờ chị không biết chỗ nào hết á. Cái lúc mà con gái nhà mình chỗ hiện tại trước lúc bỏ đi là ở đâu? Ở ngã ba Trừ Văn Thố, Bình Dương á. Ở Bình Dương ha. À. Là chị là quê ở? Chị ở quê Cần Thơ, chị lên Bình Dương chị đi làm. À, mình lập nghiệp ở Bình Dương ha. À. Mình ở trọ hay ở nhà? Chị ở trọ của công ty. Dạ, là con gái mình trước đó là cũng ở chung với chị. À, cũng ở hơn 10 năm ở đây rồi. Hai mẹ con? Với chồng chị, với con trai chị. À, vậy là nhà chị là 4 người ha. Với cháu chị nữa. Dạ. Vậy là sau đó thì con gái nhà mình ở đó là một thời gian rất là dài. À. Và xin về Cần Thơ để làm việc. À. Cụ thể là làm công việc gì? Đó đây đi bán nhà hàng á cưng. Bán gì ạ? Bán nhà hàng. Trước giờ con nhà mình đã làm nhà hàng bao giờ chưa? Chưa, chị chưa thấy nó làm bao giờ. Chưa. Ừ. Con nhà mình đã có gia đình chưa? À, có mà ly hôn mấy năm rồi. Lâu chưa chị? Ly hôn năm 21 hả hay gì đó, năm 2021 á. Tới thời điểm hiện tại con nhà mình đã có bạn trai mới chưa? Nó sắp sửa lấy chồng nước ngoài chứ chị không thấy nó có bạn trai. Ồ, lấy chồng nước nào? Nước Đài Loan. Lấy chồng Đài Loan ha. À. Chuẩn bị ra mắt gì chưa? Thì đám cưới hồi tháng 2 rồi đó. Vậy là con gái nhà mình đã có chồng hai rồi. À. Đúng không ạ? Chứ đâu còn sắp sửa lấy nữa đâu. Đúng rồi cưng. Chồng hai này là chú rể là người Trung Quốc. Đúng không ạ? Người Đài Loan. À, người Đài Loan ha. À. Sao con gái nhà mình quen xa dữ ạ? Thì chị là Mai. Ai? Chị của nó. Chị dù thấy chị bà con. Bà con. Là Mai hả? Ừ. Là Mai sao? Nói sao mà con gái nhà mình thương mà cưới? Thì nó điện lên nó nói gì chứ chị cũng đâu biết đâu. Nó nói mẹ ơi con lấy chồng Đài Loan vậy thôi. Nó về quê á. Dạ. Ở điện lên. Vậy là cuộc tình nó lâu chưa? Thì được bao lâu là cưới? Hồi trong năm á. Trong năm? Ở cấp tháng tháng 10, tháng 11 gì á. Quen được lâu không cưới ạ? Không, mấy tháng, 2-3 tháng gì à. Ồ, vậy là ban đầu là chỉ là Mai và nói chuyện qua điện thoại. Ừ. Sau đó thì chú rể có về Việt Nam mình chưa? Về một lần đám cưới, một lần kết hôn. Tức là yêu rồi mới về để cưới? Không, hay sao? Không có, người ta làm Mai rồi tới ngày cưới về. Về rồi sau kết hôn, về một lần nữa. Về một lần để đi kết hôn. Dạ, sinh lễ họ cho nhiều không? Thì chị không biết nhưng mà người ta chỉ đưa cho mình là mấy chục triệu với 40 triệu với cây vàng cho nó thôi. Vậy thôi hả? À, lấy chồng Đài Loan mà sao bèo dữ hả? Thằng đó nói với con chị là cưới tới 600 mấy chục triệu gì đó mà mai mối ăn á. Cưới hết hơn 600 triệu mà mai mối ăn. Cái người làm mai này là ai? Làm giấy ở thành phố rồi đó. Em hỏi chị nè, cái người làm mai là ai? Thì cái người làm mai cũng đông gần ở dưới á, nhưng mà gần nhà chị nó. Sao chị vừa nói là chị bà con gì làm mai? Thì gần ở dưới, rồi dưới chị cô, gần nhà chị nó bển á. Em hỏi bây giờ em hỏi lại cho dễ hiểu hơn này, ai làm mai cho con của chị? Thì cái chị, cái bà nào gần nhà chị với chị không biết. Còn cái chị bà con mà chị vừa nói là sao? Thì cũng như là lấy chồng ra gần nhà chị nó bển. Em hiểu không? Có liên quan đến chị bà con không ạ? Trong cuộc tình của con gái mình với người chồng Trung Quốc, người chồng Đài Loan có liên quan không ạ? Chị không biết nhưng mà nhỏ chồng
nhỏ chị của nó thì cứ điện thoại, thằng đó điện thoại cho nhỏ chị nó, rồi cũng như có chuyện gì thì thằng đó nói với nhỏ chị nó nói lại với nó đấy, em hiểu không? Rồi bây giờ nè, em nhà. Dạ, bây giờ em sẽ nói để cho tất cả mọi người hiểu hơn ha. Ừ. Rồi bây giờ ban đầu là con gái mình đang ở Việt Nam. À. Ai là người liên hệ cho con gái nhà mình để làm mai cho cái người chồng ở Đài Loan á, ai? Cái người gần nhà chị á, gần nhà dưới quê á. Gần nhà dưới quê là người đấy có phải bà con nhà mình không? Không, mà làm mai gần nhà chị, làm mai gần chỗ chị nó. Tức là cái người cùng quê với chị lấy à, chồng bên Đài Loan? Không có lấy chồng. Cái người cùng quê đó là làm mai, mà là làm mai gần nhà chị nó lấy chồng bển. À ừ. Sao người đó lại biết được cái người đi bên Đài Loan? Sao người đó biết được? Thì cũng như nhỏ người đó làm mai con chị, rồi con chị mới cho địa chỉ cho chị nó, rồi chị nó có lại nhà. Chị nó có lại nhà tìm hiểu. Không, em đang hỏi như thế này nè. Tức là ai, cái người mà chị nói ở cùng quê đúng không? À. Sao người biết được là cái chú rể ở bên Đài Loan để làm mai? Thì cái người đó là môi giới làm mai gì à, chị không biết. Đó, chị phải nói vậy. À. Tức là cái người đó là trước giờ là môi giới. À, chắc là vậy. Môi giới thì họ biết, họ bắt các mối à, để họ làm mai. À, chắc đúng vậy. Không? Mình nói vậy để dễ hiểu hơn. À. Từ nãy giờ ban đầu thì chị cung cấp là bảo là chị bà con làm mai. Rồi chị nói là cái chị gần nhà. Nó lộn xộn, đúng à, không ạ? À. Vậy là không có liên quan đến cái chị gần nhà, chị bà con bên đó. Nhưng mà nó chỉ cho địa chỉ nó lại nhà thôi chứ nó không. Đúng rồi, không có liên quan. À. Và cái bà mai kia, con rể người Đài Loan nói với chị là làm mai hết bao nhiêu tiền? Nó nói là nó nói với chị, với vợ nó, với chị của nó á, để chị nó biết tiếng. Dạ. Nó nói tao cưới vợ tao tới 600 mấy chục triệu. 600 mấy chục triệu. À. Mà cuối cùng thì nhà mình nhận được bao nhiêu? 40 triệu. 40 triệu. Vậy giờ còn thì 601 kia đi đâu? Chị có biết đấy. Đi đâu về đâu? Thì người ta làm mai người ta ăn, chị đâu có biết. Cái này đâu phải là mai mối, cái này là buôn người. Buôn người. Mai mối gì? Đúng không ạ? Sao biết? Chị có... Nhưng mà chị này khi mà cái bà mai đó có nói chuyện với chị không? Có. Chị bà về đám cưới có gặp bà? Không, em hỏi là trước lúc đám cưới kìa. Không, không biết. Ồ, cái này sao lạ nha. Vậy là ai là người đồng ý cưới? Cũng như là con chị bữa đó nó ra ngoài bến xe, nó rước cha nó, cha nó trên đây về. Xong nó gặp bà đó ngoài bến xe đi rước dâu bà. Rồi bà mới hỏi nó, bà thấy nó cũng xinh gái á. Bà hỏi nó muốn ưng nước ngoài không, bà làm mai. Dạ. Rồi xong rồi bà làm mai rồi bà mới cho địa chỉ là cái thằng đó nhà bên đó ở đâu, dạ, như với thông tin gì đó. Dạ. Rồi con chị mới điện cho chị của nó là nói em sắp lấy chồng qua bển nhà ở đâu đâu gì đó. Dạ. Rồi con cháu chị có đi lại nhà. Dạ. Gì đó chứ mình không biết. Rồi sao? Rồi à, chị không biết gì trơn. Ủa rồi con gái về có thưa chuyện với mẹ cha không? Thì có, nó điện lên nó nói. Điện lên. Rồi chị nói sao? Chị điện nói mẹ ơi con lấy chồng nước ngoài gì đó, có người làm mai gì đó chứ chị đâu. Rồi rồi sao, rồi chị nói sao? Thì nó chịu thì nó ưng chứ sao. Rồi chị không có biết gì. Ủa sao kỳ á, sao con cái đi lấy chồng mà bậc làm cha làm mẹ nói chuyện như dẫn chơi à? Cái này chị có thấy bất thường không? Thì nó gian dở một lần rồi thì nó muốn, nó nói con đi lấy chồng nước ngoài để con đi quẩn làm ăn thì nó chọn thì nó chịu, mình chịu thôi chứ biết sao. Em nói chị nghe này, chính vì con nhà mình gian dở một lần, lần sau mình phải tìm hiểu kỹ hơn. Nhưng mà em thấy cái chuyện lấy chồng giống như cái chuyện nó kiểu chị không có quan tâm, giống kiểu chị xem nhẹ quá. Vậy rồi là con tự quyết định luôn, con chỉ nói lên cho cha mẹ rồi cha mẹ không có ý kiến gì. Rồi số tiền đó ai là người nhận? Tiền 40 triệu hả? Dạ. Thì ta đưa cho chị. Ta gặp chị ở đâu? Ngày đám cưới á. Ngày đám cưới? Ngày trời đám đất cưới ơi. Ngày đám cưới á, ta giao. Vậy rồi là con mình đồng ý. Ừ. Rồi chừng nào đám cưới ở dưới quê? Cưới lúc đó cưới ở đâu? Đám cưới nhà hàng ở chợ gần nhà chị á. Ở đâu? Ở tỉnh nào? Ở Hồng Môn á, tỉnh Cần Thơ. Ở Cần Thơ? Đám cưới nó ai là người đứng ra làm? Thì chỉ đã nhà hàng rồi mời dòng họ lại thôi. Vậy là chị con gái chị báo ngày đó cưới. Ừ. Cái là chị ở trên Bình Dương cấp tốc hai vợ chồng về. Ừ. Bắt đầu đặt nhà hàng cưới. Ừ. Mình không tìm hiểu gì trơn luôn. Ủa với chị ai cũng lấy chồng nước ngoài cũng vậy mà chị đâu biết đâu. Tại cháu chị ân nhiều lắm, mấy đứa rồi cũng vậy đó, đâu có tìm hiểu gì đâu, nước ngoài xem tìm hiểu được. Rồi xong. Hiểu rồi, em hiểu rồi. Vậy là mục đích chị gả con lấy chồng Đài Loan là vì điều gì?
thì con chị nó nói mẹ ơi để con vào bển, con ưng vào bển để con đi làm kiếm tiền, với bảo lãnh cha mẹ vào bển làm kiếm tiền chứ ở đây cực quá, ở đây cha mẹ làm cực quá không có tiền. Tức là con Đài Loan cho nhiều tiền đúng không? Đi vào bển làm, tại chỉ có mấy đứa cháu làm bển đó. Để muốn sau này giàu có đúng không? Cuộc sống sung túc đúng không? Thì nó đỡ vậy thôi chứ sao mà làm mướn mà giàu cưng. Rồi chị có nói chuyện với bà Mai không? Có. Bà Mai bà nói sao với chị nè? Má đâu có nói gì đâu. Bà nói là có bảo lấy chồng mới nói được nhiều tiền không? Bà không có nói là nhiều tiền, nhưng mà bà nói là cũng như là qua bển rồi sau này người ta sẽ bảo lãnh thằng con trai chị đồ đi làm vậy đó. Ngon ha. À, có mấy đứa đi làm cũng tháng được hai mấy ba chục triệu thì nó cũng đỡ hơn Việt Nam. Sướng đúng không ạ? Với chị nghĩ cháu chị ở bển cũng nhiều. Vậy là cái bà Mai này chỉ nói với con gái của mình thôi. Chứ bà Mai này khi mà để chuẩn bị đám cưới thì bà Mai không hề nói với gia đình nhà mình, không nói với cha mẹ. Bà đâu biết đâu nữa. Ồ, cái này em thấy như chuyện giỡn chơi, như chuyện trẻ con vậy ta. Cái này em thấy câu chuyện nhà mình như chuyện giỡn chơi vậy. Không, ở dưới quê chị đám cưới là gì không có Không, cưng? không. Dạ đám cưới nước ngoài là vậy không đó, tại tôi không biết á. Trước tiên cái bà Mai này muốn ví dụ như muốn làm mai mối với con nhà mình với lại cái người Đài Loan hay là Hàn Quốc hay là ở Trung Quốc ở đâu đó em không còn quan tâm, nhưng bà Mai này phải thứ nhất là nói con gái nhà mình và cái thứ hai là phải tới chuyện trò trực tiếp với lại chồng và chị, phải nói với cha mẹ có không ạ, Nói chung trước ngày là cưới có nói không ạ? con chị nó chỉ điện thoại nó nói chuyện với bả rồi nó điện nó nói cho tụi chị biết thôi. Như là chị là gọi là chị quyết định của con chị phải là chính, còn cha mẹ gọi là có không được, không có không được, cha mẹ, con nói sao thì cha mẹ nghe vậy đúng Chứ không? thấy nó gian dở lòng rồi giờ cứ Không, mình đừng có làm mất giá trị của con. Đâu có phải giang dở một lần là mình làm mất giá trị của con gái mình được. Đúng không ạ? Mình làm vậy là mình đang làm mất cái gì, giá trị của con gái mình đấy. Vậy rồi là con định lên ok ngày đó cưới cha mẹ về. Mình về chuẩn bị đám cưới lâu không? Mình về trước hay là mình tới ngày mình mới về? thì nó cho chị làm công nhân đâu nghỉ được lâu, chỉ nghỉ được 3 ngày thôi. Rồi, về là có gặp con rể không? Có Lúc đó là mình mới được gặp ha. nó tới nhà nữa Rồi con rể giờ mình có hiểu tiếng không? Con rể có nói gì tiếng tiếng được tiếng Việt không? Không ha. Rồi cách sao để mình muốn nói với con rể thì mình nói bằng cách nào hay là có người phiên dịch? có nhỏ phiên dịch À, lúc đó là mình nói với con rể nói sao? thì nó cũng đâu nói gì, gặp nó vui rồi chụp hình đồ cả nhà để về bánh giới thiệu vậy thôi chứ đâu. Con rể có hứa hẹn rằng sẽ cho con gái mình cuộc sống giàu sang phú quý nhung lụa ngọc ngà không? Không có hứa gì Không, hết. không hứa à. Vậy cái hôm cưới đó bà Mai có tới không? Có chứ, Bà Mai có vui không? thì dĩ nhiên bả làm mai chứ không lẽ bao nhiêu vui. Không vui sao được, ăn được quả tiền này lớn quá mà. Nghĩ sao là mai 660 triệu hả chị? Nghe nó nói 600 mấy chứ chị cũng biết Rồi em cho là chị 600 mấy đi, mà nhà mình nhận được có 40 triệu. lúc đầu bà hứa 50, sau bà lấy tiền đô sụt quá cái bà xin còn 40. Trời đất ơi, nghĩ sao mà bà Mai bà ăn quả này đập luôn này. Cái này bà Mai gì, bà buôn người chứ Mai gì. Bà này là làm Mai lâu năm chưa chị? Bà cũng ở gần nhà chị mà chị cũng không có tìm hiểu đâu, tại chị lo đi làm quanh năm suốt tháng à. Ở gần chứ mới Bà cũng này mấy chắc cây số. là bà này chắc là làm Mai biết bao nhiêu cô gái Việt Nam qua lấy chồng Đài Loan với lại Trung Quốc nhiều rồi này. Bà này là bà buôn người chứ bà Mai gì. Cái thằng chú rể nó đâu có biết tiếng Việt, nó nói với nhỏ cháu chị là nó hỏi con chị mà con chị đâu có biết tiếng đâu mà trả lời. Rồi, Hỏi rồi về sao sống? thì bây giờ nó đang học tiếng đó. Đang học tiếng ha. Thì nó hôm bữa nó cũng học trong năm rồi, hôm bữa nó mới xin về học nữa đó. Nó nộp hộ chiếu, nó tưởng là gần đi là tháng 6 đi, cái nó nộp hộ chiếu xong cái nó nói mẹ ơi tới tháng 9 con mới đi, rồi nó xin về dưới nó học nữa, thành thử ra rồi Bây giờ em giờ không hỏi đi này, mình làm. quay vào vấn đề chính này. Bây giờ tới thời điểm hiện tại, chồng tức là con rể của chị bên Đài Loan đã biết con gái mình bỏ đi chưa? Biết Biết hả? nó mới điện nó kêu chị đi báo công an, nó nói với nhỏ cháu chị á. Dạ, em hỏi nè, con gái mình đi là tại sao mà mình cưới chồng bên Đài Loan mình không qua Đài Loan mà mình ở Việt Nam chi hả? Chưa đợi em đợi bây giờ nó phải đợi nộp hộ chiếu ở Sài Gòn rồi đợi ngày phỏng vấn mới được đi chứ Là phải khoảng lúc bao đi lâu? thì
cái lịch của nó là mùng 9 tháng 9. Mùng 9 tháng 9 là sắp tới đây rồi. Mà hôm đi là hôm đi về Cần Thơ làm là tháng mấy chị ha? 30 tháng 6. 30 tháng 6, tại sao mà còn có tháng 2 tháng là mà mình không ở nhà? 2 tháng mấy? 2 tháng mấy mình không ở nhà? Thì nó nói con đi về con học tiếng thêm cho nó gần. Học ở Cần Thơ ha. Với con bán nhà hàng tiếp cái chị dạy tiếng. Cái này là lý do thôi, chứ nếu học tiếng ở Bình Dương thiếu gì chỗ dạy tiếng Hoa, không tiếng phải. Trung, tiếng Đài. Tại đóng ở chỗ đó là hết 8 triệu rồi. Hết 8 triệu, tức là ngày trước học ở đấy. Thì người ta dạy chừng nào mình nghỉ thôi, dạy chừng nào mình học, chừng nào mình chán thôi. Vậy trước học được bao lâu rồi? Thì nó học trong Tết đó, rồi ra tới đám cưới mấy tháng sau nữa nó mới nghỉ. Tức là chưa biết ha. Cũng chưa biết danh đó. Nhưng mà lần này là về là mục đích chính đi làm hay là đi học? Nó nói chị đó kêu con nhớ sáng con đi làm rồi chiều con đi học. Ủa chị nhớ sáng con học chiều con làm cho nhà hàng của chị. Rồi chị mới nói là nhà hàng bán đàng hoàng không con. Nó nói đàng hoàng mẹ bốn người bận đồ đồng phục không à. Rồi thành thử ra chị mới cho nó đi. Nhưng mà tại sao nhà chồng có điều kiện như vậy mà làm chi, mình tập trung vào để mình học thôi. Thì chồng nó cũng đâu có cho làm, hàng tháng cũng có gửi cho nó 6-7 triệu để xài đó. Nhưng mà tại nó muốn làm ngon để cho rồi. Tiền chị á. 6-7 triệu là ngon rồi, mình tập trung vào tập học thôi. Nhưng mà tại nó thấy không có tiền thì nó... Hay là con nhà mình không có ưng cái người này? Cái đó thì chị không biết. Không có yêu đương gì. Thì nước ngoài sao ý? Chủ yếu là đi làm. Em hỏi thật, bây giờ chị phải trả lời thành khẩn và thật thà. Chị và ông xã của chị có ép buộc không? Không. Có ép buộc trong cuộc tình này không? Cái lúc trước nó thôi chồng thì chị có nói là con đi ra nước ngoài làm đi. Nó mới, chị của nó cũng dự định là tính là bảo lãnh nó qua bển làm. Nhưng mà nó về quê rồi sao mà nó thấy bà đó làm mai cái nó ưng luôn à. Nó không có, chị nó bảo lãnh. Hay là do gia đình nhà mình ép con, thúc giục con, muốn con đi nước ngoài làm nhiều tiền, phải không? Chị đã nói là không. Chắc chắn trong này câu chuyện của nhà mình có một cái điều gì đó chị vẫn chưa chia sẻ thật lòng. Chị nó đã nói là không, cái này là tự nó chọn mà, chồng nó chọn mà. Phải không? Chồng thôi nó nói chọn chung thì cái câu chuyện này thì em không có đào sâu vào nữa. Nhưng mà thật sự cái câu chuyện này em rất buồn. Buồn tại vì sao? Tại vì các bậc làm cha làm mẹ, em đang nói trường hợp nhà mình á, ông xã và chị thiếu quan tâm con quá. Thật. Đúng ra là ông xã và chị, con nhà mình dở dang một lần rồi, mình phải tâm lý, mình phải khuyên con. Cũng thương lắm chứ cưng. Không, chị làm cho con nhà chị tự mất giá trị. Chị cứ nói một dở dang rồi là lần hai là ưu đãi đi hoặc lấy ai cho có, không đúng. Không có, bây giờ chị mới tâm sự cưng, lúc nó thôi chồng ra nó cũng thương cái thằng ở gần chỗ chị ở đó. Xong bắt đầu là sửa soạn đám cưới. Rồi má thằng đó nói là không có kêu chị đưa con lên nè. Rồi chị mới nói thôi con tôi đâu phải là cái gì đâu, muốn cưới thì xuống rước chứ sao cấp không kêu chị đưa con lên, chị không gả. Đúng rồi. Rồi nó không chịu, nó nói thôi vậy con không ưng. Rồi nó có nói với chị một câu, mẹ ơi nếu mà con ưng anh này, con thương anh bảo mà con không thành là con đi nước ngoài, là tự nó hứa là tự nó ấy thôi, chứ chị không ép buộc. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn trong thời gian vừa qua. Thật sự đội sinh viên Thanh Hải đã ghi nhận rất nhiều trường hợp về tình trạng các bà mai làm mối. Các bà mai ấy, họ vì cái lợi ích cá nhân, gọi là trục lợi cho bản thân, mà họ sẵn sàng làm nhiều gọi là cái việc thiếu đạo đức. Cái đó là buôn người. Bao nhiêu thiếu nữ, bao nhiêu cô gái xinh đẹp ở Việt Nam cuối cùng vì đồng tiền mà các bà mai mối làm mai hết cho những người nước ngoài. Nhiều cô gái gặp nhiều cái kết rất là đắng, có yêu thương gì nhau đâu. Không có yêu, nhưng yêu mà cái gì? Nó chỉ muốn đi làm. Qua thôi. Đấy em nói nè, nước mắt cho ăn cơm nha. Có nhiều cô gái may mắn thì lại được cái trường hợp là hạnh phúc, sống trong nhà giàu có, nhưng đó chỉ là số hiếm thôi. Còn đa số rằng qua đấy là nước mắt cho ăn cơm. Qua đó là chủ yếu là chỉ để cho cha mẹ qua làm kiếm tiền thôi chứ. Không, mình không thể vậy được. Tại sao ở Việt Nam mình sống cùng với gia đình không sướng hơn à? Mà cũng cái này cũng lên án nhiều bậc làm cha làm mẹ vì ham tiền, ham giàu. Trời ơi, cưng ơi, cưng không hiểu nỗi khổ gia đình chị đâu. Em không nói là chị riêng gia đình nhà chị nè. Ăn hết luôn á. Em không nói là riêng gia đình chị mà em đang nói là nhiều gia đình ham giàu có, ham con đi nước ngoài, lấy chồng nước ngoài để được giàu có, nhưng có biết được con qua đấy phải nếm chai đắng đâu. Chị biết. Đúng rồi, không? Nhưng mà tại cũng ở gần chị đó, rồi chị cũng an tâm tí. Xa lắm, đường về xa lắm. Mẹ ơi, cha ơi, con muốn về nhà mà đường về xa lắm. Nơi xứ lạ, quê người.
cơm thì gọi là ăn mà nước mắt thì rớt ròng ròng á. Nếu mà mấy cái người mà bên Trung Quốc, Đài Loan họ giàu là họ lấy được gái bên đấy rồi, họ đâu có giàu có gì nhiều đâu, yêu thương gì đâu. Qua đấy thậm chí nhiều thiếu nữ, nhiều cô gái Việt Nam bị đánh đập hành hạ. Lấy chồng Việt Nam đi đâu sao đâu, Cái này là chị đúng sợ không? là cũng như là nó đi, mình sợ người ta dụ dỗ nó để bán hay làm cái gì thôi, chứ không có liên can gì tới chồng nó đâu. Thì em không có nói là liên quan tới con rể của chị, nhưng mà cái này em đang gọi là đang nói chuyện với chị và em đang tâm sự với tất cả các cô chú anh chị. Nói chung là em không thích mấy bà mai mối, thật sự là em không thích, rất nhiều cô chú anh chị không thích. Là mai mối họ kiếm trục lợi hàng trăm triệu đồng, nhà lầu xe hơi, họ ăn trên gọi là nỗi đau của người khác đấy. Rất buồn, rất nhiều thiếu nữ, rất nhiều gia đình thời đại năm 2023 vẫn còn nghe lời bà mai mối. Con mình ở Việt Nam mình cứ tưởng con mình bên nước ngoài lấy chồng nước ngoài sướng lắm, trời đất ơi, thậm chí chịu ăn đòn bên đấy đấy, cơm ăn mà rưng rưng nước mắt đấy, muốn về Việt Nam mà đường về còn xa lắm, không về được. Bố mẹ thì ở nhà cứ tưởng là ta đây có con lấy chồng nước ngoài, đi nước ngoài sướng hạnh dị, đi ra đường ngẩng cao đầu vỗ ngực xưng tên, con gửi cho vài đồng bạc về bắt đầu oái, mà có biết được rằng con bên đó đang chịu âm thầm chịu đau đớn không. Thôi cái câu chuyện này thì mình không nên đi sâu nữa. Thì trên cái video này chị có điều gì chị muốn nhắn gửi tới con gái của mình không? Mời chị lên tiếng. Chị muốn nhờ đội Không, chị nói với con gái của chị á, chị gọi con gái của chị ra chị tâm sự đi. chị muốn là mẹ muốn là con về với mẹ, với con của con, với cha, tại mẹ cha với con của con nhớ con nhiều lắm. Chị nói đi. Nếu con không về được thì con điện thoại cho mẹ biết, mẹ đi rước cũng được. Giờ sao nữa? Chị không biết nói gì hết. Thật sự tới giờ phút này chị đã nhận ra rồi đúng không ạ? Nãy giờ chị em mình tâm sự chuyện trò như vậy là chị cũng nghiệm ra rất nhiều điều rồi, đúng không? Hôm đêm nào chị cũng khóc chứ. Đêm nào cũng khóc. Bây giờ chị hối hận chưa? Bây giờ nếu mà trường hợp mà con nhà mình lấy chồng Đài Loan, chị có ngăn cản không? Nó lỡ hơn rồi, giờ chị ngăn Chị cũng có nghĩ được. rằng cả con bên đấy là mình sẽ rất lâu mình mới gặp được con, thậm chí sẽ không được gặp con nữa. Chị có nghĩ điều đấy không? Chị có sợ không? Thì lúc đầu chị cũng sợ, nhưng mà ở gần chị của nó chị cũng đỡ, chị cũng an tâm. Mười cây, mười hoa, mười nhà, mười cảnh. Chưa chị, bà con lấy chồng bên đó gặp hạnh phúc, nhưng chưa chắc con gái nhà mình sẽ gặp hạnh phúc nha. Ở đây em không nói là chị bán con hay chị gả con vì tiền bạc nha, nhưng mà em đang tâm sự với chị thôi. Ở Việt Nam sướng muốn chết đi được. Nhưng mà con chị nó không thích thì sao chị cũng đâu có Rồi biết thôi được. mình không tranh luận về vấn đề này, vấn đề này thì mình bỏ qua đi ha. Dạ thưa cô chú chị, thì thật sự đây là một câu chuyện rất lấy làm tiếc. Thì rất mong, hy vọng rằng cô chú anh chị xem video này hãy chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ. Và nếu cô chú anh chị có thấy em gái như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải khuyên em sớm quay về để đoàn tụ cùng với gia đình. Và nếu em gái mà có một cái nỗi khổ hoặc có khúc mắc gì đấy thì em gái cũng cứ mạnh dạn về để mà gia đình có cách, có hướng để mà giải quyết em gái ha. Thì qua cái video này cũng là lời cảnh tình cảnh giác tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ, trước khi làm mai hoặc quyết định một chuyện gì đó cho con cái thì hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Và cái video này cũng cần truyền tải tới tất cả mọi người và cần lên án các bà mai mối. Hiện tại các bà mai mối vì đồng tiền, vì trục lợi bản thân và có thể rằng là đang dùng rất nhiều chiêu trò cám dỗ để mà dụ dỗ các em gái Việt Nam lấy chồng nước ngoài. Và cuối cùng thì tiền bạc là vào túi bà mai hết. Rất nhiều em lấy chồng nước ngoài đã nhận cái kết rất là đắng. Thì rất hy vọng những cái video này cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa để cho tất cả mọi người xem và nhìn nhận thấu hiểu nhiều vấn đề hơn, và đặc biệt là giúp cho em gái sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại mẹ, với cha, với gia đình. Thì toàn bộ câu chuyện chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Nếu có gì sai trái Chị sẽ chịu tội trước pháp luật. chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên trên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Chị đồng ý. Và khi đăng tải nếu có gì sai trái thì chị là người chịu trách nhiệm trước pháp luật, chị đồng ý không? Chị đồng ý. Dạ rồi, thì cuối video này em không biết nói gì hơn. Chúc chị nhiều sức khỏe
và đặc biệt là con gái quay trở về một ngày gần nhất chị ha. Chị cũng cảm ơn đội hiệp sĩ của em Nguyễn Thanh Hải và các em đã giúp đỡ chị. Chân thành cảm ơn. Dạ rồi thì em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Chúc tất cả cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn cho cuộc sống. Em xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú ở những video tiếp theo. Con lấy này ha.